Xin chào tất cả các bạn. Thì trong video lần này thì chúng tôi xin giới thiệu đến tất cả các bạn một đầy đủ về chi tiết về một cánh cửa xét trong một căn hộ mini. Thì chúng ta một cánh cửa dọn là cao cấp và đầy đủ. Sau đây thì có một anh kỹ thuật của công ty sẽ giới thiệu về cánh cửa này. Thì được làm bằng cái hộp vuông, cái hộp này là 4 tấm, cũng không làm bằng thép hòa pháp luôn. Cái bộ khóa này thì nói chung là chủ nhà cũng đầu tư rất là cao cấp cho cái bộ khóa biệt tiệm cho mỗi căn hộ mini này. Đây là cái cánh cửa phụ này, cửa phụ này nó thiết kế rất là hay. Nghĩa là khi mình đóng cửa lại mà mình muốn thấy sớm hoặc lấy gió từ bên ngoài trực tiếp thì là sẽ thiết kế một cánh cửa phụ nhỏ này, được lò không bao xung quanh là cây hộp 24 bản lề sẽ kế như thế này. Nên khi mình mở rồi thì nó sẽ lấy được sớm và gió rất là bình thường. Cái này thì sao là bên chủ đầu tư sẽ yêu cầu bên xét nó sẽ lò cái máp. Cái móc để cố định cái cánh cửa phụ là lại. Để sao khi mình đóng mình mở cửa ra thì mình chống vào lại, nên mình có gió đập này, nên dùng gió để tự nhiên đập thì nó sẽ gây vỡ kính này sẽ bị vỡ. Chế rất là hay. Khi mình đóng buổi tối mình ngủ thì mình hoàn toàn thì mình đóng nó hoàn toàn chống nào. Còn khi ban ngày mình muốn phóng gió trong này ngoài sáng đó có những cái cửa này thì sẽ bố trí một cái cục đây là dọn như là nó dọn trắng để khi mình mở cửa vào thì cái cửa mình nó không đụng vào tường xuyên nước hay là tường gạch gai cày tường hoặc là gai nó bị mẻ gạch bể gạch thì thiết kế cái này thì một cái cục dọn trắng mình nữa nhắc vào không bao khi mình đóng lại thì nó sẽ cái cục nó tiếp xúc vào tường trước nó mình như đầu cái đầu bằng cao su này sẽ không bị tài tường hay bị bể gạch. Dưới chân nó thì cũng thiết kế một cái khóa bình thường, khóa này để mình khi mình mở cửa ra mình muốn lấy phóng lại gió toàn bộ thì mở toàn bộ cửa ra đó mình sẽ chốt lại để khi dùng gió mà ban công khi nó vào thì nó sẽ không bị đóng cửa lại, nó sẽ đập cửa khi xét đập cửa nó thành cái hộp rất lớn khi đóng lại thì mình chốt tất cả nhỏ. Thiết kế rất là hay, đơn vị thi công xét. Rất là an toàn và đẹp. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này.